Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại công ty Than Thống Nhất, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam KTV ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, xảy ra sự cố tại gương lò XV5140-2 phân xưởng đào lò 2, khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan. 4 công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ, Tạ Văn Nhâm sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các lãnh đạo TKV, Công ty Than Thống Nhất có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền, Công ty Than Thống Nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chu đáo. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người trong tỉnh tử vong, 18 triệu đồng một người ngoại tỉnh tử vong, hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.